Trước giờ dùng máy in view chỉ để in view thôi nhưng mà nay ngộ ra được nó dùng để in sticker cũng được các bạn ơi Máy này đi dùng in đơn hàng shopee rồi dán lên trên gói hàng á Nhưng mà mình có thể in hình trắng đen cũng được Chỉ cần tải hình về máy, chọn máy in nhiệt rồi mình bấm in thôi Kích thước bill khá là nhỏ nên Ri chọn hình đơn giản nè In nhân vật anime rồi in cả trên truyện anime cũng xinh In chữ cũng rất là ổn Tuy nhiên đặc thù máy in bill độ nét rất là thấp nên hình in ra nó hột hột như vậy nè Nhưng Ri thấy nhìn cũng hay không sao hết Mà đề ca in bill nó chống nước nên cũng yên tâm bình thường ri in mà mấy in phun sợ dính nước nó lem ghê luôn kích thước bill máy ri tầm a 7 nên hình in ra vừa phải có đợt ri thấy mấy bạn anime Journal làm kiểu này mê ghê mà lười tải hình về dàn ra a bốn để in á giờ in kiểu này thì lẹ mỗi tấm in một tờ siêu nhanh tuy nhiên các bạn chỉ nên me xem xung quanh có ai bán hàng online rồi có máy in bill rồi sẽ in ké thôi nha đừng mua cái máy này chỉ để in sticker vì nó không nét á không đáng đâu còn ai có sẵn rồi thì nhớ thử nha in ghiền luôn á